khủng long bà Ron để mình lựa một con coi. Để đi qua từ bên đây đi cho nó chắc. Nào con nào là sẵn sàng lên đường với anh nào? Cho tụi nó né mình hết. À con này lại chỗ mình nè. Vậy thì cho nó lên đường. Ok xong. Bây giờ chúng ta đã có được thịt khủng long bà Ron rồi các bạn ơi. Chuẩn bị về nấu ăn thôi. Ê thằng chay đây kia, thằng chay đây kia, đứng lại đây lên. Đứng lại coi. Ai thằng kia người yêu của tôi đâu? Đã đây coi, lẹ lên coi bạn gái ta đâu? Lẹ. Từ từ im. Sao thằng này nhìn quen quá vậy? Quen sao không quen, quá quen là thằng khác đó chú em à. Thằng này giống bản thân mình cái gì ta? Chẳng ủa sao đó. Vậy thì hôm bữa mới cùng bạn gái lạc đây đó các bạn, mới lạc vô đó hiểu chưa? Trả bồ đây coi, lẹ lên. Bồ của chú em là ai? Anh có bắt bồ nào ở đây đâu ông nội? Trời ơi, bính nì SD đó còn ai nữa? Trả lại đây coi, lẹ lên, bắt cóc hả bạn? Bắt cóc nè. À, bính nì SD là chị Búng á các bạn ơi. À, chị Búng là bạn gái của chú em á. Chẳng rồi đó. Trả lại đây bạn. Rồi, khoan. Bây giờ anh sẽ không nói cho chú em biết vị trí của chị Búng đang ở đâu đâu. Nhưng mà vậy? Nếu như mà muốn biết á thì với một điều kiện. Sao điều kiện gì? Nói chấp nhận hết. Chấp gì nhận tình yêu đấy, chơi chấp hết. Nhận đúng không? Ừ. Vậy tình yêu đúng không? Đúng rồi. Vậy đó. Thì ngay bây giờ nợ đóng tiền đi chứ mấy bữa nay ta nuôi chị Búng mệt mỏi tốn tiền quá. Vậy? Giờ đưa tiền đây. Nuôi mới có 2 bữa hôm cũng đòi tiền nữa hả? Nè con cá đốc nè, có màu vàng vàng đó, được không? Cái gì vậy? Cái này ai mà lấy không được, tiền cũng... chuột này không có hợp lý. Cũng là màu vàng mà thí chủ, màu vàng nó muốn gì đó, ăn ngon lắm luôn á. Không, tiền chuột khác kim cương vàng vậy đó người ta mới lấy chứ. Giờ tiền không có chú em à. Thôi, giờ không có tiền, tao cho kiểu khác được không? Kiểu khác hả? Ừ. Rồi, ok luôn, kiểu gì nói nghe giờ thử là hai anh em mình solo coco giành gái nè. Giờ là ta thắng trả bồ đây, lẹ lên. Nhanh, không nói nhiều. Gì mà giành gái cho nội. Cô cho nội. Rồi, vậy là muốn solo BB đúng không? Đúng rồi đó, bước qua đây, Coi tay không cầm, tay không bị, kiếm nè. Này nó bị ảo rồi các bạn ơi, này nó bị ảo rồi. Có nhìn thấy anh đang mặc bộ gì không cha nội? Khỏi đang cần biết. Đang mặc nguyên bộ này đầu ra. Anh mày là One Punch Man, thấy áo khai cáo chàng của anh không? Giống một One Punch Man không? Y chang rồi, muốn gì nữa. Ok, gặp lại One Punch Man đúng không? Muốn solo mà không vậy? Rồi, vô đây. Rồi. 2, 1. Rồi đây. Thấy chưa, hay bộ anh không? Làm tiến trình món đồ nó mỏng thấy chưa? Bộ anh đấy, người yêu anh đấy. Chả ai? Biết bộ đâu. Không biết, chả ai, chả người đây, chả đây. Không biết, chả người đây, chả đây. Rồi, xin lỗi vậy. Vô đây, rồi cho nó quýnh không được bạn, cho nó quýnh. Vô đây. Quýnh chết. Là từ từ, luyện công nè. Sức mạnh của bên men nè. Ồ, quăng cái nóc ra, éo. Lụm cái nóc luôn. Chả không đây, lại lên. Quăng của anh đó chú em. Rồi, vô đây, tới anh nha, tới anh. Vô đây. Ôi giời. Tới anh nha cưng. Rồi, sao hồi sinh ngay cái vườn này đây? Bắt mình hồi sinh ngay cái chuồng baby long leg ghê chứ. Thì ra là thằng này hôm bữa nó qua đây nó ngủ một lần rồi nó mới hồi sinh ở đây nè các bạn ơi. Trận, ở nhà ké được mà bạn, quá đã luôn. Lại lên. Được. Solo lần 2. Lần 2. Anh Hùng không bao giờ nản, anh Hùng trả thù 10 năm chưa muộn. Rồi đây. Lần 2 đổ qua cái cung bắn cho nó giữ. Giờ cầm cái thịt bún. Dạ giờ. Gì một phát luôn vậy? Đồ heo. Cái cung mày là one hit one kill mà. Gì ghê hả? What the? Hơi bị mạnh đó. Cái cung mày hơi bị mạnh đó. Để bước vậy ra là chết nè. Một rồi, hai ba. À, bình tĩnh. Thôi đại ca. Chạy con gái mày ca nè, cho thịt ăn nè. Trả đi. Hai được rồi, thấy chú em thấy cũng có vẻ là thương bạn gái. Chẳng là đại ca. Nên thôi. Bây giờ anh có một cái này cũng hay lắm. Sao, muốn sao? Lấy lại bạn gái á thì phải gia nhập team của anh làm đệ tử cho anh chú em có đồng ý không? Cái gì vậy ta? Bình thường mọi ngày đang gọi là một thanh niên gọi là ngao du khắp thế gian, bây giờ làm cu ly cho này á ta. Vụ quá gì vậy ta? Giờ không làm được có không lại các bạn gái lại đúng không? Rồi thôi, làm luôn bạn ơi. Rồi làm luôn không? Làm luôn. Nhiệm vụ đầu tiên liền. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên là sao? Cái ruộng này. Gì vậy? Cái ruộng này chặt lại, làm nhiệm vụ đầu tiên liền. Nhưng cu ly á ta. Rồi chơi luôn, chơi luôn. Đây, cu ly. Đây. Các bạn thấy mình sướng không? Mình như một vị vua các bạn ơi, có người làm đồ cho. Ok. Đó, thấy không? Anh giống như thần tốc. Farmer. Hợp lý. Giờ, ghiền liền. Rồi, chỉ chỗ người yêu ơi, lẹ ơi. Đi theo anh. Đó bụng quá, từ đợi xíu ăn cái đã, ăn cái đã. Đang kiếm đồ ăn sáng thành kiếm đồ ăn tối luôn các bạn à. Rồi đi theo anh dẫn hả? Theo. Quýnh có 2 trận trời tối luôn, đỉnh vậy. Đây xuống đây, nhìn thấy gì không? Thấy, gia đình chay đây. Rồi xuống. Rồi đi xuống đây. Ủa, mũi giết đó. Gì vậy? Con mũi gà à?
Một đây đây, xuống cho. Ồ, hello Mochi chi siêu ngon nha. Ồ, hello hello. Ồ, hello đi đi. Hello. Đây hả? Đây là đây, bạn đây. Của anh Kết đây. Đây. Là bạn trai của bà Bính Lì nè, chẳng, bạn trai của chị Bóng á. Ủa sao em cầm cái xương vậy? Xem cầm cái xương này. Cho anh đây nè, cho em ăn bít tết lại nè, đó. Cho em ăn bít tết lại đó, đừng ăn xương nữa em ơi. Đói quá. Mày quay bỏ đói người yêu tao. Mày khổ. Em xin lỗi. Từ bây giờ bà hết làm vua ở thành phố này rồi, bây giờ tôi mới là vua, hai người sẽ là cu li cho tụi tôi, hiểu chưa? Gì chứ, nghe phèn quá ta. Nghe hơi phèn các bạn. Sẽ là đệ tử được chưa? Rồi, thôi, không phải là cu li nữa. Thôi vậy bây giờ cho hai người tôi bộ giáp xài chơi bạn. Muốn có bộ giáp đúng không? Đúng rồi. Thôi thì ngày mai đi, bây giờ đêm sao mà đi được. Thôi đi ngủ. Bây giờ hai người đi về chuồng có lon lét ngủ đây. Tụi tôi ngủ nhà này nhà an toàn của tụi tôi, nhà của vua với hoàng hậu. Ê, khó vậy? Nhưng bắt cả hai đứa chui lên chỉnh ở ngay chỗ cái chuồng nồng vật súc vật vậy? Vậy ơi, được rồi, chứ muốn gì nữa, đây thôi, có đồ ăn không? Thôi lên với anh em ơi, Bính Lì ơi, lên với anh em ơi. Mốt anh cho em cái chỗ ngủ ngon. À đúng rồi. Rồi xong. Theo ra ngoài. Rồi, thôi, nhờ phụ nữ. Cút. Biến. Ai nào? Ơi, thôi, mình đàn ông con trai để hai người làm gì đây? Mình lên trên mình ngủ. Không. Gì vậy? Hèn vậy? Đây là nhạc của vua mà tôi. Hèn vậy? Thôi nó đuổi mình rồi em ơi. Đuổi mình anh, nó đuổi mình rồi em ơi, đuổi mình rồi. Thôi. Mốt mình làm nhà riêng em ơi. Chém bây giờ. Mốt là mình làm nhà riêng mình ở em ơi, đuổi mình rồi. Đi lẹ em ơi, đuổi mình á. Lẹ. Hai cái thằng này. Đi vô lẹ lên. Để mà đây nè, nhà bên đây nè. Trời ơi, lạc đường nữa chứ. Vô. Đó. Để anh vô ngủ với Mochi nha. Thôi kệ đi, nhà mình có em bé ở chung với mình ấm áp em ơi. Vô. Quỳ xuống. Quỳ cúi xuống, rồi bước vô, đúng rồi đó. Trời ơi, rồi vô. Hai người kia ngủ lâu quá. Từ, đang nói chuyện thân mật với nhau, bình tĩnh đi. Hai cái người nông dân này ngủ lâu thiệt. Rồi, ngủ rồi đó. Hoàng hậu ngủ từ nãy giờ chưa được vô chắc rồi. Nghe ghê luôn đó nha. Hôm sau mình nắm sát đi bây giờ. Mấy mình đi. Để hôm nay ám sát nó đi. Vô. Gì mới nghe gì ám sát. À có. Đồ. Vui. Mới nghe ám sát là hơi quê nha. Cửa đóng chai ra hết. Ôi sorry em, anh không để. Rồi. Bây giờ hai người mỗi người một chiếc xe đi. Đó. Mình chiếc xe bên đây Mochi ơi. Rồi. Ủa rồi đi sao? Sao? Ê, kéo sao vậy? Hai đứa lên đây ngồi luôn rồi. Sao anh không kéo em? Anh không biết chứ, anh không biết kéo, kéo sao? Ờ chưa rồi hả? À ok. Không biết. Anh kéo. Đây. Anh dẫn đi lấy kho báo nha. Đây. Ở trên hòn đảo này á, mình phát hiện ra có một số chỗ có kho báo cực kỳ đặc biệt các bạn à. Ngay bây giờ thì mình sẽ dẫn hai người kia đi để lấy bộ giáp nha. Nhưng mà cái bộ giáp nó không có mạnh như bộ giáp của mình nên mình không muốn lấy thôi. Trẻ bạn, ê nghe hơi, ơi con gì kìa? Con Reaper đó đúng không? Con là binh rộ binh y chứ mà tuyết bên binh gì bên áo đi. Ma rồi xin lỗi bạn ơi giờ dạ, ai bắn vậy yên tâm anh bắn đó chú đi thôi em ơi đi thôi anh bây giờ á đi á nhìn xuống dưới đất nhìn thấy cái nào mà có bốn bông hoa ở một chỗ thì đó sẽ có đồ giáp nha bốn bông hoa ở một chỗ nhìn kỹ đây nhìn phụ quanh nha bên đây ơi em ơi thấy nè đúng rồi nó đang vàng kìa đây xuống rồi em ơi mà ở giữa này ra sẽ có kho báu có kìa lượm liền có lượm đi em mình giường phụ nữ chứ nhìn ê đi ra ê đi ra coi ê kẹt rồi kên trời ơi đi hai người làm cái gì vậy ê bây giờ quăng bộ giáp ra cho hai người này đi Mochi năn nỉ đi ê nè từ hai người năn nỉ lẹ nè bên đây anh em ơi nè anh chiếm được bộ giáp trước rồi nè Năn nỉ cho em ơi đùa ghép đi kia coi đùa ghép kia coi muốn chi năn nỉ đùa ghép đi kia coi ấy nè đó cho kiếm đá nè đó rồi giữ vũ khí gì cho mũ sắt phèn à ui nhìn bà này màu vàng nè bà xấu hơn mình nè mô chi mình đẹp hơn bả nhiều mình mạnh hơn bả nhiều chắc có mũ vậy còn cái áo cái giáp đâu cái quần đâu vậy đâu bắt ta coi chuồng vậy có cái mũ thôi hả cho đôi giày nè cho đôi giày đó lấy đôi giày đi đâu em rồi. Ơi giày anh đâu rồi đâu nhưng mà còn nhiều chỗ mà tiếp tục mình đi theo tiếp nào em đang gì vậy ủa vậy không có hả vậy lên tiếp em ơi lên tiếp lên cho đôi giày mà đâu lên cho đôi giày da mình đi thôi giày da mà không cần em ơi đi 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 ơi có chân
Dạ lẹ. Chân. Đi em ơi. Cứ. Bây giờ mình đi, mình nhìn tiếp ở dưới chân nha. Dưới chân đây, mà có cái nào cũng màu hoa là mình lụm vô. Còn ý, cá sấu kìa. Anh cũng mới thấy luôn á. Nguyên cá sấu luôn. Là bộ giáp. Đây, mai mốt mình sẽ kêu KSD làm mấy giết mấy cá sấu làm bộ giáp cho mình các bạn ơi. Được luôn. Phận làm cu ly làm hết. Ôi bây giờ đi qua nước luôn nè. Làm cu ly cho người yêu mình luôn mà sợ gì. Lên. Xe qua nước, xe qua nước. Lẹ lên. Hai chiếc thuyền. Ướt hết đồ rồi. Không sao đâu, bộ giáp của mình xịn mà, bộ giáp này khô nhanh lắm, em cứ yên tâm. Chỉ có rồi, mình tôi thôi, tôi cởi chuồng này nè mấy bạn. Tôi cởi chuồng tắm mưa nè mấy bạn, ai cũng có giáp đẹp các bạn ơi. Cô Ly phải chịu thôi chứ sao. Cuộc đời bạn ơi, quá khổ luôn. Nhìn dưới đất phụ anh nha, ở dưới đất mà có mấy bông hoa là em nói anh liền. Dưới đất em ơi, nhìn dưới đất nghe bánh mì. Hiện tại là mình đi gần hết hòn đảo rồi mà chưa thấy các bạn à, mới thấy được có một chỗ thôi. Mình nhớ là hôm bữa mình đi là mình gặp tới mấy chỗ lận chứ không phải một chỗ đâu các bạn à. Mong là bây giờ sẽ đi kiếm đi nha. Đi từ thôi, tôi đi chậm lắm. Nhưng mà nó nghe nè. Sao? Nhưng mà bây giờ á, nếu mà thấy á là để anh là vua, anh phải được mở trước. Chú là cu ly, chú phải vô sau chứ. Ê, hồi nãy người yêu chú mở phải tôi mở nha chú. Rồi ok. Đây. Giờ em mua cho em nhớ để anh mở trước nha, để anh coi trong đó nó có bộ giáp gì thì mình mới cho tụi nó được, em hiểu không? Chứ mà đồ mạnh quá mà mình cho tụi nó mất thì nó phản mình á. Bên đây có dưa hấu nè, xuống lượm mấy trái đi. Dưa hấu nè. Ủa hình như dưa hấu mấy bữa mình ấy đúng không? Đúng rồi, đi ăn cắp tiếp. Mở ra mở ra. Này cái dưa hấu của tụi nó đó, mình đi ăn cắp đi. Ui, bộ giáp tiếp nè. Đâu rồi, anh ké đó, lên đẹp trai không? Phiên bản sắc mà đây thôi từ cái bộ của em yếu hơn của anh á, đây mình đổi bộ đi. Đổi đi bộ em yếu hơn bộ anh á, lấy bộ mạnh đi thiệt, lấy bộ mạnh hơn, để anh nhường, lấy bộ yếu cho em, đây. Thế thôi em thích bộ màu xanh. Lấy cho, hôm bữa em chơi cái bộ màu xanh chứ không biết bộ đen. Thấy không, bộ của anh đeo vô có hiệu ứng, yếu tố quá trời, thấy không, quá dữ luôn. Rồi lên xe thôi. Yếu tố gì, ăn một chém cũng chết chứ gì. Lên xe. Đây. Lên xe, để về. Đi về hả? Không biết còn không ta? Còn không. Để cơ, nếu mà còn ấy. Đi đào kho báu tiếp. Để về chế cho hai người kia cái vũ khí gì đó, nó yếu chẳng, yếu rồi các bạn ơi. Đúng rồi, chừng thôi tối làm phản á, thôi tối hai người làm phản á. Được. Tối nay mình có vũ khí mạnh em, xong rồi mình vô mình giết hai cái này, mình chiếm nhà nó bé bên này. Ok, đùa vui vơ thôi bạn, xíu thôi. Ê, cung này hơi mạnh đó nha, cung này bắn xuyên giáp nha. Vui đùa xíu rồi, bạn căng quá, bạn nóng tính quá. Bây giờ cho dù hai người kia có mạnh tới đâu á, thì mình cầm cái cây cung này mình vẫn là mạnh nhất nha các bạn. Ủa, sao đi con vòng về nhà luôn rồi? Nhà thì đã nói hòn đảo hoang này nhỏ xíu à. Bảo sao vậy mà mình kiếm cả buổi trời kiếm không ra người yêu mình, quá buồn. Ê con gì kìa. Kiếm con... trong rừng sao mà ra. Con này con gì kìa. Con gì kìa bé bên đi. Con mẹ hả. Ôi, em đừng đi vào bụi gai. Trời hai người này ngáo thiệt sự, đúng là hai người ngáo chơi chung với nhau mọi người ơi. Sao em cứ cầm cái xương trên tay em hoài vậy. Thằng xương. Nè cho anh nè cho thằng xương. Đây cho anh cái xương. Thằng xương. Tụi mình cầm xương chung nhau đi. Ủa, có mình anh cầm thằng xương mà. Xương rồi. Đâu? À đây nè, à quấn cái nè. Ê em đùa, em đùa, đừng quấn nữa. Em đùa. Rồi đợi xíu đây, xuống đây chế vũ khí cho, đi xuống đây, xuống nhà. Xuống em ơi. Cho anh nè. Đâu, có gì vậy? Cái vũ khí cho. Cái gì vậy? Để coi, ủa, giờ mình cái ủng da, làm gì đâu. Em xuống trước kìa, em xuống cái vũ khí kìa. Vô em ơi. Đây. Rồi chế cho hai người, một người vũ khí từ xa, một người vũ khí từ gần nha. Đóng cửa. Ok. Nóng quá, nhà có lạnh hay gì vậy? Nhà này nó lạnh đúng không? Nóng quá vậy. Rồi, xong. Đã chế xong. Ủa? Vũ khí, bây giờ ai muốn cầm gần, ai muốn cầm xa? Có hai cây nè. Vậy em muốn làm gì? Em muốn yểm trợ hay là em muốn đi tấn công trực diện? Em muốn cầm gần. Cầm gần đúng không? Vậy em cầm gần. Cầm gần là cầm cái kiếm á. Cho em tấn công trực diện. Lại nhận kiếm đi. Ờ sao quýnh vậy? Kiếm mà nhắc quýnh sắp. Đừng quýnh. Thông cảm đi, mình tỉnh đây. Kẻ đây. Ta lỡ tay mà, mình tỉnh đi. Ok. Chi, con này của em là mua chi. Tụi mình chiến sĩ quá bé bên này ơi. Mà. Tụi mình chiến sĩ quá em á.
Bạn này nó quýnh xa hơn á. Được rồi. Rồi. Bây giờ muốn tổ chức cuộc thi quýnh lộn không? Sao? Quýnh xa lại ông nội, ông khôn thì ông nội. Hứa luôn, hứa không dụng cung. Bây giờ 2 quýnh 1 đi, bây giờ 2 quýnh 1 đi chơi. 2 quýnh 1 hả? Ừ. À được. Ừ. Rồi Mochi, bây giờ lên đây tất cả lên, lên đây. Em ơi, lên em ơi, lên em ơi. Mochi làm trọng tài cho anh nha, một mình anh cân hai người đó luôn. Vô 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 vô. Coi coi là dạ. Vua có thực sự mạnh không nha các bạn. Sức mạnh của vợ chồng em ơi, vô 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 vô. Được. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, quá chuẩn luôn, quá chuẩn luôn. Cho nó cao. Sức mạnh của tình yêu em ơi, vô cái phần cặp đôi em ơi. Vô. Bây giờ ké đê với lại chị bún sẽ solo với mình. Ê có mũi kìa, có mũi, có mũi, có mũi kìa. Hay. Gì vậy? Rồi, bây giờ hai người sẵn sàng chưa? Chưa chết kìa. Có mũi này nó trâu thiệt chứ. Ok xong. Rồi. Dạ hai người kia sẵn sàng chưa? Sẵn sàng cho em ơi, bánh đi sẵn sàng cho em. Ok. À, vô đây đi, vô đây đi, vô đây đi. Rồi. Vô vô vô. Ui vô hả? Ok. Qua đây, 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 qua đây. Ok, giết bạn trước, giết bạn trước. Ơi, đừng quýnh lộ anh nha. Rồi, quýnh miệng tao, quýnh miệng mày. Gì vậy, gì vậy? Quýnh trong tay mà. Không chơi quýnh trong tay. Áo lên đây, quýnh trong tay luôn, áo lên. Quýnh em ơi, vậy là quýnh đó. Đâu rồi, bắt đầu rồi. Ê, được kìa, quýnh lộn nha, quýnh lộn á. Ê, thấy thấy cái bà bún này bà quýnh người ta không? Bà bún đồng đội, quýnh đồng đội luôn. Ơi. Trên đường một người. Ơ, 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 gì vậy? Thằng này nữa. Từ 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 lắc 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 xin lỗi xin lỗi xin lỗi lắc 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 xin lỗi lắc 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 xin lỗi lắc hơi lắc hơi lắc hơi lắc rồi cũng đây này mời cũng đây này mời đúng rồi đang ghi anh kêu cũng đó đi em ơi. Ôi sao một mình tôi cân hai. Ê cái tóc quần nha tôi quên nha. Mochi quýnh á. Mochi quýnh Mochi trọng tài cho quýnh đi. Rồi để coi hai gương gái solo nhau nè các bạn ơi. Rồi 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 xem ai mạnh hơn nha. Rồi 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 rồi. Ê, chạy đâu vậy? Đây nè, chạy đâu. Ê, đừng quýnh bò chứ, khốn. Nè, quýnh nè, quýnh nè, quýnh lại, quýnh lại, quýnh lại cho hề, bạn ơi, quýnh lại, quýnh lại cho hề, quýnh lại cho hề. Ê, 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 khốn kìa. Ê, chị cung vậy, con Giang. Chị cung mày bắn không, không chết ta. Ê, dạ, ừ, có giáp rồi, ừ, có giáp mạnh hơn rồi. Vô đây, cặp đôi solo luôn. Vô đây, vô đây, vô đây, vô đây. Cặp đôi solo, vô đây, vô đây, vô đây. Cặp đôi solo. Đó, anh gãy em ơi, anh gãy rồi, anh gãy rồi. Gãy. Anh rụng rúng rồi. Ơi. Lỡ quýnh lộn bồ ơi trời ơi, khổ thiệt. Trời ơi. Sorry sorry. Rồi. Vậy là người tồn tại cuối cùng chính là Mr. G Grey các bạn ơi. Chính em mình ơi. Mình là vua của hòn đảo này. Ok, và ngày hôm nay á thì tụi mình đã thành lập được một cái team khá là vui các bạn à. Trong đó có mình, Mochi, KSD và Binh. Ơ đừng quýnh em ơi. Bình tĩnh bình tĩnh. Bình tĩnh em ơi, đừng quýnh nữa. Bình tĩnh bình tĩnh. Cất kim đi. Cất kim đi, cất kim đi em ơi, cất kim, cất kim. Cất kim, vô khí vô, vô khí vô. Đúng rồi đó, đúng rồi đó này nè. Cầm cái xương lại đi em ơi. Cầm xương lại đi em. Tên gì cho team? Trời đất ơi. Bây giờ các bạn hãy nhớ bình luận dưới lại đi em ơi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình ngày mai rất là nhiều luôn. Nếu như các bạn yêu thích luôn này, bình tĩnh. Đừng quên nhớ để lại cho mình một like cũng như các bạn chấm nút đăng ký. Đừng quên đó. Đừng quên nút đăng ký phía dưới nha. Trời ơi, cái bạn này phải bắt bà vô tù ấy. Đừng quýnh người sắc nữa. Đừng quýnh con cái con Gucci ghi nữa, trời ơi. Bắt bà bên này vô tù cho anh. Trời ơi, ê đừng quýnh lộn. Cái gì vậy? Ờ, thôi lỡ rồi, quýnh luôn đi, quýnh luôn luôn đi. Khùng hết rồi, quýnh đi. Thôi thôi, tối ngủ quên, em ơi, dành giường nó ngủ. Dành giường nó ngủ này thôi, tối rồi. Em ơi, xuống đây nè, dành giường nó ngủ. Từ từ, anh xuống đây xuống dưới đó. Cái làng này bất ổn thật sự. Mình bắt tay bạn ơi, vua mà không thể kiểm soát được cái làng này bất ổn quá. Rồi xuống đây, xuống đây, hai người xuống đây đi. Rồi em ơi, em ơi, đi 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 đi. Anh cắp cái giường đó rồi, đi em ơi, đi ơi, em đâu rồi, Anh đang cắp giường đó rồi. Anh cắp giường đó rồi, đi. Anh đang cắp giường đó rồi. Từ từ. Quăng xuống sông nè. Còn cái nữa. Ok, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Falling, can you hear me calling, for you? Yeah, I'm free falling, I'ma keep on falling, for you. I'm free, oh, I'm loving all that you do.